Shop hàng Nhật nội địa xin chào các bác. Hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2019, thì shop test cái chiếc máy rửa bát Nantiona 60SV7 cho một bác khách hàng ở Hà Tây cũ. Bác có đặt cái chiếc máy hôm qua bên sóng, nó hơi bị dính tí sơn. Chiếc máy này thì rẻ hơn các cái chiếc máy cùng loại khác là 500.000. Thực ra đúng là nhiều bác thì cũng chả để ý đến vấn đề là nó quan trọng lắm, những cái này thì nó cũng không có gì là quan trọng cả, mà chức năng hoạt động thì rất ok bình thường hết đấy, chỉ có mỗi như thế thôi. Em bán hàng thì là có sao thì nói vậy, đây rửa các bác xem tình trạng máy coi như nào thì nói đúng với các bác là như thế. Tình trạng nó hơi bị tính kỹ sơn này, bác nào không quan trọng lắm thì rẻ được thêm 500.000, còn bình thường những cái chiếc máy như này thì em bán là 3,2 triệu. Dòng này là hai tay phun các bác nhé, giá 3,2 triệu. Nhưng con này nó dính tí sơn trên này thì em bán rẻ đi 500, còn 2,7 triệu. Thì vẫn còn rất là nhiều các cái mẫu mã máy rửa bát khác giá dao động từ 3 triệu cho đến trên 10 triệu. Em ship hàng toàn quốc, các bác ở xa mua thì vui lòng đặt cọc trước cho em 500.000. Em chuyển hàng đến các bác qua đường bưu điện thì các bác nhận hàng thanh toán nốt. Tất cả các sản phẩm bán ra máy rửa bát em đều bảo hành các bác 6 tháng. Ngoài cái thời gian bảo hành ra thì các bác nào có vấn đề trục trặc gì mà trong cái tầm tay em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ giúp các bác. Thực ra thì cái máy rửa bát này nó cũng rất là lành thôi, nó cũng không có cái vấn đề gì là ấy cả. Nhưng bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác.